Từ lâu nay, mọi người ở khắp nơi luôn cố gắng tìm câu trả lời cho một vấn đề rất quan trọng. Làm thế nào tôi cảm thấy trẻ trung lâu dài hơn? Tại một thời điểm nào đó trong cuộc sống của chúng ta phải đối mặt với tác động của quá trình lão hóa của cơ thể. Trong khi chúng ta không thể làm thời gian đi chậm lại, chúng ta vẫn có thể làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể chúng ta. Hãy nghĩ theo cách này, chúng ta có tuổi sinh học hoặc thời gian sống của chúng ta, nhưng chúng ta cũng có tuổi thật hoặc tuổi bên trong cơ thể. Đó là tuổi của các cơ quan nội tạng, khớp, tế bào và các hệ thống trong cơ thể. Nó được xác định bởi cái gọi là AGE hoặc sản phẩm đi cách hóa bền vững. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về khái niệm này. Vào những năm 1970, các nhà khoa học đã nghiên cứu các hợp chất hủy hoại được hình thành khi protein và đường dư kết hợp với nhau trong cơ thể, được gọi là AGE. Các hợp chất này có mối liên kết với việc lão hóa sớm và nhiều vấn đề về sức khỏe khác. Những vấn đề này có thể rất thông thường như các nếp nhăn, chứng đau khớp hoặc các vấn đề phức tạp hơn như các vấn đề về thận, suy giảm trí nhớ, đường máu, thị lực và vấn đề về tim mạch. Vậy chúng ta làm sao có thể giảm AGE trong cơ thể? Cách đầu tiên là giới hạn lượng AGE chúng ta tiêu thụ. Bạn có biết việc nấu thức ăn ở nhiệt độ cao làm tăng lượng AGE chúng ta nạp vào cơ thể không? Đồng thời, mức AGE cao cũng có trong nhiều loại thực phẩm chế biến. Chúng ta có thể tránh tiêu thụ một lượng AGE lớn bằng cách ăn hoa quả và rau củ sống, nếu chậm ở nhiệt độ này, và đồng thời tránh dùng thực phẩm chế biến. Cách thứ hai là giảm thiểu lượng AGE hình thành trong cơ thể. Bạn có biết lối sống ít vận động có thể gia tăng việc hình thành AGE không? Tập luyện giúp đốt nhiều đường hơn, để không còn đường thừa dẫn đến việc hình thành AGE. Nhưng một trong những cách dễ dàng nhất để giảm sản sinh AGE bên trong cơ thể là dùng TrueAMAX. Nghiên cứu cho thấy TrueAMAX giúp hỗ trợ mức AGE lành mạnh. Trên thực tế, một nghiên cứu gần đây nhất trên những người có nguy cơ bị tiểu đường, việc uống 60ml MAX mỗi ngày giúp làm giảm mức AGE đến khoảng 24% sau 4 tuần. Và điều tuyệt vời nhất là không có tác dụng phụ nào. Vậy bây giờ bạn đã biết AGE là gì và nó có thể ảnh hưởng đến tuổi thật của bạn. Có lẽ bạn đang nghĩ có cách nào đó để đo mức AGE của mình. Morinda và người cộng tác đã chế tạo ra một thiết bị đo AGE hàng đầu đã được chuẩn nhận. Thiết bị này đã được đánh giá qua hơn 100 nghiên cứu được công bố trên thế giới. Chỉ đơn giản bằng cách quét qua da của bạn, máy quét TrueA có thể xác định mức AGE mà không gây đau đớn chỉ trong vòng 20 giây. Việc nắm rõ tuổi thật của bạn giờ đây dễ hơn bao giờ hết. Chỉ cần truy cập vào TrueA.com và đăng ký tham gia các buổi hội thảo TrueA tại quốc gia của bạn. Và hãy ghi nhớ, AGE là hợp chất có hại được tạo nên bởi sự kết hợp giữa protein và đường thừa. Quá nhiều AGE trong cơ thể sẽ gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Bạn có thể làm giảm mức AGE bằng cách ăn trái cây tươi và rau quả, tránh ăn các thực phẩm chế biến và tập luyện thường xuyên. Và đừng quên rằng uống 60ml TrueAMAX mỗi ngày có thể giúp hỗ trợ mức AGE lành mạnh. Tất cả chúng ta đều muốn cảm thấy trẻ trung hơn, lâu dài hơn. Và giờ đây chúng ta đã biết cách. Hãy hành động ngay hôm nay để có thể làm giảm TrueA của bạn. Hãy trao đổi với người đã giới thiệu bạn xem đoạn video này. Hãy tham gia hội thảo TrueA để đo AGE hoặc khám phá www.trueA.com ngay. TrueA.com